Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối thứ hai ngày 4 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Phần tin trong nước có những nội dung chính sau. 18 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Xét xử phúc thẩm hai nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ. Tính đến ngày hôm nay 4 tháng 5, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới nào được ghi nhận. Hiện vẫn còn hơn 27.000 người đang cách ly phòng chống dịch. Cụ thể, tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 5 đến 6 giờ ngày 4 tháng 5 không có ca mắc mới. Tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 đến 6 giờ ngày 4 tháng 5, đã 18 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn ghi nhận 271 ca bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 12 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 9 ca. Sáng nay ngày 4 tháng 5, hơn 160.000 học sinh lớp 12 và lớp 9 của thành phố Hồ Chí Minh đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ kéo dài từ Tết Nguyên đán 2020 đến nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thay cho việc kiểm tra đầu sở hay ôn tập bài, trong buổi đầu tiên trở lại trường sau thời gian nghỉ tránh dịch, các học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 được giáo viên chủ nhiệm cho xem những đoạn clip tư liệu và hướng dẫn cách phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cũng như phát khẩu trang để sử dụng phòng dịch. Sau một khoảng thời gian nghỉ rất là dài thì cảm thấy rất là vui khi mà gặp lại thầy cô bạn bè, nhưng mà vì cảm thấy là rất là an tâm với những cái công tác chuẩn bị của trường, của nhà trường để em có thể tiếp tục học. Để đảm bảo an toàn đón học sinh đi học trở lại, các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp, khuôn viên, bố trí thêm các sản phẩm phòng dịch cho học sinh và giáo viên. Các trường cũng sắp xếp lại bàn ghế trong lớp để đảm bảo quy định giãn cách trong lớp, cũng như tuyên truyền nhắc nhở các em không tụ tập đông người. Khi đến lớp thì các em sẽ được đo thân nhiệt. Và khi các em tập trung vào trong lớp học á, thì sẽ được coi những cái đoạn clip hướng dẫn về cách phòng chống COVID. Song song đó thì các em thực hiện hoàn thành cái tờ khai y tế theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh đi học lại, có 73.000 học sinh lớp 12 và gần 90.000 học sinh lớp 9 đến lớp. Học sinh trở lại trường cũng đồng thời khiến lượng phương tiện lưu thông trên đường gia tăng. Thế nhưng ghi nhận cho thấy tình hình giao thông tại thành phố vẫn đảm bảo ổn định, dù vừa sau 4 ngày nghỉ lễ, thêm một lượng lớn người từ các tỉnh đổ về thành phố. Sáng nay thì bác thấy nó cũng chưa có cái gì gọi là kẹt xe hoặc là gì hết, đi vẫn là thuận tiện. Từ ngày 5 tháng 5, học sinh lớp 12 và lớp 9 sẽ bước vào ngày học bình thường, trong khi các khối lớp còn lại ở cả 3 cấp phổ thông sẽ trở lại trường vào các ngày 8 và 11 tháng 5. Riêng khối mầm non sẽ đi học lại từ ngày 18 tháng 5. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì Bộ đội Biên phòng đã dựng hàng nghìn lều lán ở trong rừng suốt chiều dài hơn 4.600 km biên giới tiếp giáp với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia để ngăn chặn người và phương tiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bất kể thời tiết, mỗi ngày hai lần, tổ công tác biên phòng tại điểm chốt 147, đồn biên phòng Mường Khương vẫn vượt núi, băng rừng để tuần tra biên giới. Trong những ngày cả nước chống dịch, công việc của các anh càng nặng nề hơn khi vừa phải tuần tra ở các mốc, vừa phải kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực này. Hàng ngày là tôi tổ chức là hai buổi trong một ngày. Tổ chức là trong buổi tuần tra là gồm có 4 đồng chí, thường xuyên kịp thời ngăn chặn người phương tiện ra vào khu vực biên giới. Đơn vị đã thành lập các tổ chốt trên biên giới. Hiện nay đơn vị đã thành lập 4 tổ chốt trên 12 đồng chí, thường xuyên bám nắm 24/24 ở biên giới. Ngoài ra thì đơn vị thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát chặt chẽ ở biên giới, không để các hiện tượng xuất cảnh trái phép để tránh nguy cơ dịch bệnh. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên toàn tuyến biên giới đất liền dài hơn 4.600 km, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, hải quan của các tỉnh, thành phố tổ chức 1.540 tổ kiểm soát cố định và lưu động với gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ, huy động 91.753 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, nhất là trên tuyến biên giới. Xác định đây là nhiệm vụ còn phải thực hiện lâu dài, chỉ huy các đơn vị đã tích cực động viên cán bộ, chiến sĩ vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh em để xây dựng lán thì cũng gặp một số điều kiện khó khăn vất vả. Điều kiện khó khăn lớn nhất là về nước non. Anh em phải hàng ngày phải chia nhau để gánh nước từ vị trí cách đây khoảng 1 cây số. Từ những ngày đầu thì anh em cũng đã xác định tốt cái tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
với cái tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp, đặc biệt là cũng đã xác định rất tốt cái việc có thể là phải lâu dài, cho nên là cán bộ chiến sĩ cũng đã triển khai các cái công việc để tự đảm bảo cho cái quá trình thực hiện nhiệm vụ và ăn ở sinh hoạt tại các cái điểm chốt này. 3 tháng qua, bộ đội biên phòng đã phải lập chốt, dựng lán, ăn ngủ, sinh hoạt giữa rừng để kiểm soát, ngăn chặn đại dịch COVID-19. Có nhiều cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ đã không thể về nhà khi gia đình có việc cần. Các anh đã gác lại tình cảm riêng, nhận phần khó khăn, gian khổ về mình để bảo đảm an toàn, vững chắc hậu phương. Sáng ngày 4 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hai nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và bị cáo Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, Chủ tịch công ty Bắc Nam 79, cùng đồng phạm trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng. Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 ngày. Trong vụ án này, 21 bị cáo bị kết án về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trong đó trừ bị cáo Nguyễn Văn Cán, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng được miễn trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, 20 bị cáo còn lại trong vụ án đều làm đơn kháng cáo. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần hình phạt và phần trách nhiệm dân sự. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh kêu oan và nói mình làm đúng theo chủ trương của thành phố. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 79, Công ty Cổ phần Bắc Nam 79 có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Các bị cáo còn lại làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng mình không phạm tội, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Trước đó, trong các ngày từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 1 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Trong số 21 bị cáo Phan Văn Anh Vũ là người giữ vai trò đặc biệt trong vụ án và được hưởng lợi đặc biệt lớn. Hôm qua tại bản Thống Nhất, xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1984, trú tại bản Trại Giống, xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã. Tang vật thu giữ gồm một bánh heroin, gần 1.200 viên ma túy tổng hợp, hai điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác. Đối tượng Tĩnh khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính, địa chỉ về để bán kiếm lời và đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 4 tháng 5 do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, nên cả nước có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 5, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 38 độ C. Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 6 tháng 5, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 37 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 40 độ C. Đây là đợt nắng nóng đầu mùa và có những ngày nắng nóng kỷ lục, do vậy người dân cần thực hiện các biện pháp giữ gìn sức khỏe. Bức ảnh chụp cầu vàng ở Đà Nẵng vừa giành quán quân cuộc thi nhiếp ảnh Architecture 2020 do ứng dụng Agora tổ chức, thu hút hơn 10.000 tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Theo Independent, bức ảnh cầu vàng của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt, Hà Tĩnh, nhận được nhiều bình chọn nhất trên ứng dụng Agora, mang lại cho anh danh hiệu quán quân Architecture 2020 và giải thưởng $1,000. Công trình kiến trúc này từng được nhiều đơn vị truyền thông quốc tế như Reuters, New York Times, Time, AFP, National Geographic ca ngợi. Gần đây, cầu vàng cũng có tên trong danh sách 28 cây cầu ấn tượng nhất thế giới do tạp chí Business Insider của Mỹ chọn lọc. Đối với Architecture 2020, Agora kêu gọi người dùng, các nhiếp ảnh gia gửi những bức ảnh về kỳ quan kiến trúc yêu thích của họ. Trong tổng số 10.367 bức ảnh được gửi từ khắp nơi trên toàn thế giới kể từ ngày 10 tháng 3, ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 50 tác phẩm vào chung kết. Sau đó, người dùng Agora tiến hành bình chọn người chiến thắng chung cuộc. Tiếp
theo chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Châu Âu tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực về COVID-19. Mỹ tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo số liệu thống kê mới nhất, dịch COVID-19 trong đêm qua diễn biến khá tích cực tại Mỹ và nhiều khu vực ở châu Âu khi tiếp tục ghi nhận chiều hướng giảm số ca mắc mới. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới tính trong đêm qua là gần 3,6 triệu ca, trong khi số ca tử vong là hơn 247.000. Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về hai chỉ số trên. Tuy nhiên, tâm dịch của nước Mỹ là bang New York tiếp tục ghi nhận dấu hiệu tích cực với số ca mắc mới và tử vong trong 24 giờ đều giảm. Còn tại châu Âu, số ca tử vong trong ngày tại các vùng tâm dịch Italia, Pháp và Tây Ban Nha đều giảm mạnh, ở dưới mức 200 ca. Đáng chú ý, Italia và Tây Ban Nha đều ghi nhận số ca tử vong trong ngày thấp kỷ lục kể từ giữa tháng 3. Trong khi đó, số ca tử vong trong ngày tại Anh là hơn 300, giảm gần một nửa so với mức hơn 600 ca trước đó một ngày. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn có xu hướng nghiêm trọng tại Nga khi ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong ngày với hơn 10.000 ca. Sau nhiều tuần áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan, bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 5, một số nước châu Âu đã tiến hành nới lỏng phong tỏa. Việc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng vẫn tiếp tục là biện pháp bắt buộc. Tại Italy, một trong những quốc gia có số người lây nhiễm cao nhất châu Âu, người dân đã có thể gặp gỡ, đi thăm gia đình với số lượng hạn chế. Các công viên được mở cửa trở lại, các trường học bị đóng cửa đến tháng 9. Tại Tây Ban Nha, từ ngày hôm nay, một số cửa hiệu kinh doanh nhỏ có thể tiếp khách riêng lẻ theo lịch hẹn. Trong khi đó, tại một số vùng tương đối biệt lập, các cửa hàng, bảo tàng, quán bar và nhà hàng, khách sạn được phép mở cửa trở lại ở mức hạn chế. Việc mang khẩu trang trở thành bắt buộc khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tại Pháp, chính phủ đã công bố nới lỏng các biện pháp phong tỏa sau 2 tháng đóng cửa. Ngày 3 tháng 5, Paris tuyên bố sẽ không cách ly bất cứ ai đến từ Liên minh châu Âu, khối Schengen hay Anh. Tuy nhiên, các công dân khác trừ nhóm trên khi tới Pháp vẫn phải tiếp tục cách ly 14 ngày và các biện pháp này sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 24 tháng 7. Cũng từ thời điểm ngày 4 tháng 5, nhiều nước châu Âu khác cũng đã có các động thái nới lỏng tương tự. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định Washington luôn theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và xây dựng một tương lai sáng lạn cho người dân nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trở lại trước công chúng sau 20 ngày vắng mặt. Ông Pompeo tái khẳng định lập trường của Mỹ vẫn không thay đổi, đó là thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, xác nhận về quá trình này. Ông khẳng định đây là điều mà Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi kể từ khi lên nắm quyền và chính phủ Mỹ vẫn đang theo đuổi mục tiêu này. Liên quan vụ nã pháo mới đây giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tại khu phi quân sự, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh rằng sự việc không gây thương vong ở cả hai phía và đây là sự cố ngoài ý muốn. Trước đó, giới chức Hàn Quốc cũng cho rằng vụ nổ súng không phải là một hành động chủ ý của phía Triều Tiên. Loạt đạn được bắn đi từ phía Triều Tiên trúng vào một trạm gác của Hàn Quốc bên trong khu phi quân sự và sau đó, theo nguyên tắc, phía Hàn Quốc cũng đã bắn trả hai lần. Cuối tuần qua, rất nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới đã đồng loạt thắp đèn như một cách bày tỏ lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên y tế đang trong tuyến đầu chống dịch trong những ngày cả thế giới kiên cường đẩy lùi COVID-19. Trong ánh hoàng hôn dần buông, tháp Eiffel, tòa tháp biểu tượng tại thủ đô Paris, Pháp dần được thắp lên bởi hàng nghìn ánh đèn nháy lung linh. Còn tại New York, Mỹ, tòa nhà Empire State sáng lên trong sắc đỏ rực rỡ. Đây là sáng kiến 9 ngày thắp sáng Empire State, trong đó mỗi ngày tòa nhà sẽ được thắp sáng bằng một màu khác nhau để tri ân các lực lượng khác nhau trong tuyến đầu chống dịch như các nhân viên y tế, cảnh sát, quân nhân. Trong khi đó, tại Moscow, Nga, tháp truyền hình Ostakino cũng thắp sáng biểu tượng trái tim để hướng về đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên y tế khẩn cấp. Những hoạt động này nằm trong chiến dịch toàn cầu với hashtag Heroes Shine Bright, kêu gọi thắp sáng các công trình nổi tiếng để bày tỏ lời cảm ơn tới những người anh hùng áo trắng đang trong cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn thế giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.